xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại kênh Nhà phố Vân Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà ở Bình Thạnh, sát cầu Bông, sang quận Nhất chỉ mất vài phút. Nhà nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng cũ, nay là đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường 1, quận Bình Thạnh. Nhà có hướng chính là hướng đông, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Căn nhà có kích thước ngang 3m, dài 7m, nở hậu 5m, diện tích đất công nhận gần 24m2, tổng diện tích sàn sử dụng gần 80m2. Căn nhà được thiết kế gồm 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan khu vực tầng trệt. Khu vực phòng khách được gia chủ trang bị một bộ ghế sofa, tranh trang trí treo tường rất đẹp mắt. Khu vực bếp được thiết kế sẵn một hệ tủ bếp trên dưới, khá sang trọng. Đây là nhà vệ sinh, khu vực tầng trệt. Vâng, xin mời quý anh chị cùng tiến lên khu vực lầu 1 để tham quan. Khu vực lầu 1 bao gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Phòng ngủ phía trước có ban công thoáng mát. Phòng được trang bị giường ngủ, tủ quần áo. Phòng ngủ phía sau có cửa sổ cũng rất thoáng mát. Đây là nhà vệ sinh, khu vực lầu 1. Vâng, xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2. Khu vực lầu 2 tương tự với lầu 1, bao gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Căn nhà được tặng full nội thất, bao gồm tủ, giường, bàn ghế, rèm cửa, đèn trang trí và nhiều thứ khác. Bạn chỉ cần xách vali vào ở ngay. Nhà có vị trí đắc địa, cách hẻm xe hơi chỉ 30m, thuận tiện cho việc di chuyển và giao thông. Căn nhà nằm sát phường Đa Cao, quận Nhất, gần cầu Bông, gần khu phố ẩm thực Phan Xích Long. Bạn có thể dễ dàng đến các quận trung tâm, thưởng thức nhiều món ăn ngon và đa dạng, hoặc tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí. Nhà nằm trong khu vực có chợ Bà Chiểu, trường học các cấp, bệnh viện. Bạn có thể mua sắm, học tập và chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện. Nhà đang được gia chủ chào bán với mức giá 4 tỷ 350 triệu, còn thương lượng trực tiếp chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.